Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Ở hôm nay Dương Hậu cũng đến gia đình của chú Hiệu, hoàn cảnh khó khăn ở phường Hiệp Thành, trao 500.000 của Nga Phạm ở Canada. Đây, quý vị đã xem, chú Hiệu thì bệnh tiểu đường và tai biến, hiện giờ đi không được, chỉ nằm mà thôi. Thì hôm nay Dương Hậu đến thăm gia đình, được Nga Phạm hỗ trợ hàng tháng. Dì ba cho con gửi 500.000 của cho Nga Phạm ở Canada gửi về gia đình. Tôi cũng cảm ơn cô Nga Phạm rất nhiều, giúp đỡ cho ông tôi thuốc đồ. Tôi cũng mang ơn nhiều lắm. Cầu chúc cho cô Nga Phạm hả? Nga Phạm mình ăn phát đạt. Mình đâu có, nói đâu có đó. À, tôi cũng chúc cho nước trong và nước ngoài mình ăn phát đạt và có sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ, tiếp nối lời nói của gia đình chú Hiệu, Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn tấm lòng cao cả của Nga Phạm đã hỗ trợ 500.000 hàng tháng giúp cho chú Hiệu điều trị, mua thuốc và mua gạo. Đây là việc làm công đức ngàn lượng, xin cảm ơn em. Chúc cho gia đình em luôn hạnh phúc và bình an may mắn. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469 à. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Vì quê hương Ngã Bảy còn nhiều gia đình kém may mắn đâu đó, mong các nhà hảo tâm tiếp tục giúp cho người nghèo quê hương Dương Hậu à. Dương Hậu cảm ơn rất nhiều.